Mở dự đoán cho tất cả các trò chơi điện tử online và offline, bóng đá, đồ vật Mỹ, Soul Calibur, các trò chơi điện tử khác, các loại dự đoán đa dạng, tỷ lệ dự đoán hấp dẫn, cơ hội mất xu lên đến 100%. Truy cập langheo.com để tham gia ngay hôm nay. Langheo.com không lùa gà, chỉ có gà tự lùa nhau. Langheo.com, website giải trí hàng đầu Việt Nam. Nhận ly xanh miễn phí, tham gia các trò chơi hấp dẫn như Ngẹo Toy, Vòng Quay Nuôi Heo, cùng nhiều mini game mới lạ. Mở dự đoán cho tất cả các trò chơi điện tử online và offline, bóng đá, đồ vật Mỹ, Soul Calibur, các trò chơi điện tử khác, các loại dự đoán đa dạng, tỷ lệ dự đoán hấp dẫn, cơ hội mất xu lên đến 100%. Truy cập langheo.com để tham gia ngay hôm nay. Langheo.com không lùa gà, chỉ có gà tự lùa nhau. Langheo.com, website giải trí hàng đầu Việt Nam. Nhận ly xanh miễn phí, tham gia các trò chơi hấp dẫn như Ngẹo Toy, Vòng Quay Nuôi Heo, cùng nhiều mini game mới lạ. Mở dự đoán cho tất cả các trò chơi điện tử online và offline, bóng đá, đồ vật Mỹ, Soul Calibur, các trò chơi điện tử khác, các loại dự đoán đa dạng, tỷ lệ dự đoán hấp dẫn, cơ hội mất xu lên đến 100%. Truy cập langheo.com để tham gia ngay hôm nay. Langheo.com không lùa gà, chỉ có gà tự lùa nhau. Langheo.com, website giải trí hàng đầu Việt Nam. Ok mọi người, hello. Chúng ta sẽ lại chuẩn bị chơi một cái con game mà nó như phim. Lâu không giải, tối nay giải đi, giải thì chỉ có cuối tuần thôi. Còn những ngày bình thường thì sẽ chơi game. Còn con game lần này thì nó cũng như kiểu phim ấy. Thì tôi đã hẹn cả Jin rồi, ok. Lại xem phim nữa, cái này nó là game nhưng mà dựa trên phim. Đấy, thầy không up live bên Nemo lên YouTube và có clip nào đâu để mà up. Em gái chào thầy nhá. Có chứ, hôm nay có Jin dịch chứ. Mấy nay cuối tuần cũng có giải đâu, bởi vì có game hay. Có game hay thì không có giải, thế thôi. Mà thừa ly xanh thì đặt vào World Cup kìa. Đặt vào đấy là xong. Trời ơi, thiếu gì cái chỗ có giới hạn đặt đâu mà phải lo. Đây, để tôi cho các bạn vào xem. Game này thì nó chỉ có 2 thứ tiếng thôi. Và con game này đến từ Hàn Quốc. Và nó có tiếng Hàn Quốc với cả tiếng Anh thôi. Thì tôi đã để sẵn tiếng Anh rồi. Và tôi sẽ vào Discord để tôi nhờ Jin dịch. Ngày hôm nay Jin sẽ đồng hành cùng với cả chúng ta. Xem con game này nó như thế nào. Không biết là nó có ra hay không. Đặt 4M nữa, đặt nữa ai cân kèo thì đặt hết đi. Mẹ, coi như là từ thiện đi. Bớt lém xém, Jin là của tôi. Game của gái xinh không thầy. Nói về game đến từ Hàn Quốc thì xinh như bạn Phương luôn. Xinh như bạn Phương luôn. Game thầy chơi toàn gái xinh đấy. Đây à. Để thế nào, chia sẻ màn hình vào trong này xem được không nhá. Maze này, Gâu Lai này. Ui, nét lắm các bạn ạ. Nét vãi đái luôn. Có chị Jin phiên dịch không? Có chứ. Sao con này quen thế nhỉ? Thật ra con này nó ra từ lâu rồi mà. Con này nó ra phải được hơn năm rồi. Hello Jin. Jin mới hôm nay bị người yêu đấm vào mồm hơi nhiều. Nên hơi bẽn lẽn một tí các bạn ạ. À, đây. Nghe thấy rồi, xem nào. Tiếng hơi bé nhá. Cho giọng Jin to lên. Đấy, nhìn thấy màn hình chưa? Đừng ai spoil cốt truyện cả. Mẹ mình, tôi còn chưa vào game, còn chưa biết con game này nó chơi như nào. Ông Quang Thái Nguyễn đã ê sau phát hiện ra con nhân vật chính ... mẹ rồi. Đừng chat thêm cái gì, đừng spoil nhá. Đây, để tôi ghim cái câu này lên cái. Đừng spoil nha các bạn. Đây. Đây phải ghim lên cái. Mẹ dăm ba cái con game này chắc hủy diệt phút mốt thôi. Được chưa Jin, nhìn thấy màn hình chưa? Đoạn giữa có cảnh lóng đấy ấy. Mẹ chết. Chết rồi, Jin lại đi đâu rồi? Anh em chờ tí, khi nào Jin sẵn sàng đã thì chúng ta vào game để mà có thể nắm được cái cốt truyện của trò chơi này nó như thế nào. Thằng nào cắt mạng nhà Jin rồi? Có nóng đâu anh ơi à. Nhưng mà cái con game này nó có dài không? Theo các bạn là tôi chơi trong vòng 1K khoảng tầm từ 2 đến 3 tiếng thì liệu phá đảo không? Game này giá nhiêu vậy anh à? Hôm qua anh mua anh nhớ là nó 160 mấy nghìn thì phải. Anh nhớ mang máng vậy. Hay Jin đi nhận đồ ship rồi? Game này có... 1 tiếng thôi. À tiếng thôi à? Thì hủy diệt phút mốt thôi. Rồi ok, sẵn sàng chưa? Nhìn thấy màn hình chưa? À không, thầy chơi thì chắc phải 3 tiếng. Mẹ. Thôi được rồi, coi như vậy đi.
Hai Elon ở đây chơi thử cho này nhá. Nhưng mà Jin nhìn thấy màn hình chưa đã? Dạ rồi. Sẵn sàng chưa? Rồi. Thấy Jin bảo là hôm qua lúc mà tôi gửi con game này ấy, Jin bảo là sao sao anh lại gửi ảnh ảnh em? Thế mình bảo là không, đây là nhân vật game mà. Sao xong Jin nhìn lại, ở nhờ hóa nhân vật game. Đang nhận bảo cái con nhân vật chính trong cái con game này là Jin. Ui dịch Hả? Jin. Đấy. Nhạc bản quyền đấy. Ok mẹ đi các bạn ơi. Đéo vấn đề gì đâu. Nhưng mà tiếng nhạc game có vẻ hơi bé nhở. Bài này tôi xin phép là hát. Nó chỉ có nhạc nền thôi thì tôi xin xin phép hát trên nền nhạc này cho bạn nghe. Mà re. Đấy nó hiện sắp lên có mỗi vậy mà. Có mỗi câu đấy thôi, karaoke chỉ vậy thôi. Quảng cáo à? Đây là cái gì nhỉ? Cái Twitter à? Instagram. Inta. Đấy. Nhân vật thế này đã được chia, còn những cái dòng ở dưới là chỉ là những cái tag thôi đúng không? Nhân vật trong game đấy các bố ạ, à, mẹ quảng cáo cái gì? Đấy, cận mặt này lại đã vợ tôi rồi. Mẹ mày nhanh thế chứ lại. Zuzin kìa, Zuzin này. 언니 옷 어디 거예요? 머리 무슨 펌이지? Thế này còn dịch bằng mắt. Chị mua đồ ở đâu thế? Màu tóc chị đẹp quá. À đây là những comment đúng không? Dạ. Cái gì đấy, cái gì, chọn gì, Zin chọn. Bây giờ nhá, em sẽ là người đưa ra lựa chọn luôn vì cái con nhân vật này là em. Mẹ nó nhanh vãi đái các bạn ạ. Zin fan K-pop đấy. Thì đây đúng là Jin mà, bảo sao giống nhỉ? Ui y hệt luôn ạ. Đọc được mấy comment toxic. Tóm lại là vừa xong nó bảo là mẹ với cái bọn này nó toàn chê mặt mình thôi. Đấy, Jin rủ Bi Béo đi chụp ảnh cho đây này, đợt 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 về Hà Nội đấy, à đợt đợt về Việt Nam này. Này mày xem đi, tao chụp đẹp không? Chắc là chụp đủ rồi đấy, cậu xem thử xem. Mặt Cảm ơn đúng là cậu Bi nhé. Béo luôn. Bí xị luôn. Ngày đầu tiên hẹn hò với Nayon, người bạn tốt nhất. Cậu có like chưa? Sao cậu còn chưa like nữa? Quá rồi ôi. Tôi làm ngay bây giờ đây. Anh em cho xin một like nhá. Anh em đã like Mọi chưa? người ấn like chưa? Kìa, anh Nam Bách livestream này. Tao like đã. Đấy. Xinh nhở? Đúng là Tôi kiểu phải cái nhìn cái gì đây? kiểu make up của Hàn Quốc nhìn đẹp thật. Người yêu cũ à? Đây không phải là người yêu cũ của cậu sao? Còn ai vào đây nữa? Ô, thằng ấy thực sự bị ám ảnh bởi cậu đấy. Thằng Sam đúng không? Quên đi, chúng ta uống chút cà phê nhé. Mỗi tội âm thanh game nó hơi bé đúng không các bạn? Game này thì chắc chắn sẽ bị dính nhạc bản quyền rồi. Bà ấy vào Sao còn mà trong cái nóng thế makeup à? này? Ồ, tôi chưa nhìn thấy thứ đây bao giờ. Tôi vừa mua á. Chỉ số SPF là 50 lận đấy. Dưỡng ẩm, chống nắng. Lặp 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 lặp. Nhưng mà cậu vừa mới mua một hộp mà. Ồ, tôi lại làm mất rồi. Hả? Sao cậu cứ làm mất đồ hoài thế? Thề mặt cái con nhân vật chính có bí xị giống mặt Jin lúc cười cực. Cậu có nghĩ có một cánh cửa dẫn qua chiều không gian khác ở xung quanh tớ không? Cho nên là bọn người ngoài hành tinh tới rồi trộm đồ của tớ. Bởi vì tớ quá đẹp. Rồi ôi. Bởi vì tớ đặc biệt kể cả với ngoài thiên hà. Tớ đùa đấy. À mà nó giống cái mà Oseyon đang xài. Oseyon follow tớ rồi mua cái này đấy. Hả? Có chuyện gì xảy ra giữa hai cậu à? Cô ta cứ bắt chước phong cách của tớ thôi. Rồi còn mua đồ giống tớ nữa. Cậu có nghĩ là nó lấy trộm đồ của tớ không?
Không thể nào, nhưng mà chuyện đồ của tớ cứ biết mất rất là kỳ lạ mà. Cô ta là người duy nhất sẽ làm mấy chuyện này. Bắt đầu nghi ngờ linh tinh đấy. Không phải chúng ta tới đây để uống cà phê sao? Nào, đúng rồi, uống gì? Chọn đi. Cà phê hay là nước hoa quả? Ừ, em chọn đi rồi. Anh chọn đi. Chọn cà phê mất rồi đây này. Nó không có cái đây này, nằm mất này. Thời gian này. Đấy, đây chưa tìm nằm mất đây này. Để hôm nào mình thử nuôi tóc dài để quả tóc này. Anh xin lỗi, em có sao không? Dùng cái kính của mình. Em ổn nhưng mà anh không sao. Em cứ đi. Em xin lỗi dành lần nữa nhé. Coffee 2 잔 나왔습니다. 근데 이건 뭐야? 그거 서비스래. Nhưng mà cái này là gì thế? Là quà tặng kèm đấy. Cái gì bánh à? Bây giờ người bạn đời của bạn hiện đang ở gần bạn. Người bạn đời. Cuối cùng tớ cũng gặp một nửa còn lại của tớ à. Nhưng mà gần bao nhiêu cơ? Nhìn thằng kia. Anh ấy ở đâu nhỉ? Trông chán, trông mặt chán. À, mấy cái thứ này không có chắc là thật mà phải không? À có cái trong cái bánh này nó sẽ có một cái tờ giấy à? Dạ, ở trong tờ giấy nó ghi một câu gọi kiểu dự đoán đúng không? Ừ. Cái gì? Yêu quá sâu đậm có thể sẽ nguy hiểm. Đấy, nhớ chưa? Yêu anh vừa thôi. Này, không lẽ nó là về cái người mà cậu đang để ý à? Có thể anh ấy là một gã đàn ông nguy hiểm đấy. Không đâu. Học sinh à? Kiểu học sinh thấy idol à? Thôi quên đi, đều là mấy chuyện mê tín cả. Em chào chị. Chị có phải là Kim Juri không? Chị Đúng, chị là Kim Juri đây. Jin Jun Kim. Jin Jun Kim. Jin Jun Kim và Bi Jun Đũa. Hai chị em. Ê, Abi khó chịu rồi. Đây là game các bạn ạ, không phải phim đâu. Này, tao phải đi sớm. Cho tao chụp với à? Kim Juri, tao thật sự sẽ đi đấy. Công nhận nghe tên Jin Jun Kim nghe Hàn Quốc phết. Dĩ nhiên là khó chịu rồi, mẹ. Tự nhiên có cái bọn nó vào nó rồi chụp ảnh cùng con bạn. Ủa rất là lại đoạn nhạc này. Chả hiểu giới thiệu gì nhưng mà chắc là kiểu xong hết một chat hay sao ấy. Chưa vô game đâu à? À. Mà về. Nào cái gì? Zin nhanh. Bên trái. Rồi, giữ cổ lại. Đuổi theo. Em có không đọc kịp, em cũng chỉ cần cho anh biết là trái phải thôi, cho nó nhanh. Chúng ta chơi. Bên trái mà. Trái còn gì nữa. Gặp gấu bông này. Game này dùng chuột là chính thôi. Mẹ làm ếch tủi lòn, nghe cũng VIP Pro. Dĩ nhiên là cho Jin tự chơi thì còn gì nữa. Đây là Jin Jun Kim mà lại. Jin Jun Kim. Mình có sở thích với cả những cái khuyên tai ạ. À.
xinh nên hay hơn gì nữa. Không có lông nách luôn. Thầy thích đeo khuyên tai à? Ngày xưa thích lắm ấy. Nghiện. Rồi xong, đi về buổi tối đấy. Thế cũng nhắn tin đây, nhắn tin cho anh đi. Anh đến đưa về. Có phải là Nayon không? Anh tính nhắn quảng cáo. Mà nó thật đẹp. Úi cơ. Thôi xong rồi. Bị đánh thuốc mê rồi, Jin bị bắt cóc rồi. Mà mấy cái thằng mà nhân vật phản diện thì chỉ có thằng Well thôi, đéo có ai cả. Thằng Well bắt Jin về nhà rồi. Hết tiền bư. Tiền bư. Tiền bư mẹ rồi. Nhà rộng này thì là nhà thằng Well. Nhưng mà vậy nó đeo khẩu trang tôi đéo nhận ra. Còng Jin run kim bằng một cái còng khổng lồ. Game, đây là game. Ui, nhỏ cả dãi kìa. Jin hôm sang nhà tôi kể là em ngủ xong rồi em đầu ngang này này. Ra dãi chảy vào tóc, em về sáng em dậy em phải đi gội đầu. Xong cứ hỏi mình là có quán gội đầu nào gần đây hay không. Thôi, tha em. Ướt sũng tóc. Đây là game, đây là game. Úi dồi ôi, đùa em nụt thế. Thì em kể như nào thì anh kể lại chứ còn. Quẹt 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 mồm này, dùng tay quẹt mồm này. Chào Jin Jun Kim. Nó dành cho tôi à? Có nghĩa là do mình chọn sai thì con này mới bị bắt cóc à? Không, chắc kiểu gì cũng bị bắt cóc thôi. Ờ, đúng nhở. Hoặc là mình mà chọn đúng cái thì phá đảo game luôn ấy. Nếu mà đi cùng con bạn thì đã không có chuyện này xảy ra, hoặc là hai đứa sẽ cùng bị bắt. Đấy. Đúng rồi, mất điện thoại rồi. Đấy. Toàn là mỹ phẩm ạ. Trông các gì con chó bị buộc dây vào cổ không? Chạy chỉ đến đây thôi. Ôi mẹ, cái thằng chó cũng giỏi nhờ, nó căn này. Mua đâu được cái sợi dây xích mẹ, chuẩn thế. Tối đa rồi đấy, maximum rồi, không mở được cửa. Khóa mã. Hay là fan cuồng. Kiểu fan cuồng xong rồi bắt cóc idol ấy. Tôi xem một cái phim Nhật nó cũng kiểu có nội dung như này. Hình như ông Dũng chơi rồi anh à, anh cũng không biết tại vì anh cũng không xem. Ừ, anh Dũng chơi rồi. À đây là kiểu dạng gợi ý à. Alphabet những chữ cái á. Anh đang nghi là cái mã sẽ là tên của con này lắm. Sao mà dễ thế được? Cái gì đấy? Paper 4 has been acquired là gì? Lấy được cái à. Tờ giấy thứ tư. À, ôi gì, đây, ôi, mẹ tờ giấy trông này, nó ghép hình thế này gì. Đây, tờ giấy thứ 5 này. Ok, ôi, cũng là đây là kiểu chơi 360 độ ấy. Tờ giấy thứ 2 này, 2, 4, 5 rồi đúng không? Có là sẽ có 5 mẫu giấy tất cả. 3 này, thế là còn thiếu mẫu 1 thôi.
Một à? Ok, để nhìn kỹ nhá. Ồ, mẫu một ở đéo đâu nhở? Lên lên kèo đi, khi nào kiếm ra được mẫu một. Lên kèo thì nhanh quá. À, mình mở được cả ngăn kéo. Lục 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 phải lục. Ui, chồng chồng giả vãi lìn. À, mẹ giấu đâu kỹ thế nào? Có bây giờ mình phải tìm tìm được cả màu một đúng không? Có bây giờ mình gắn nó vào nhau này, ok này. Thì nó là những cái tờ giấy của cái trò chơi nối chữ. Ui, 6. Vậy là hóa ra trong ngăn kéo có các bạn ạ. Mình mà mở đúng ngăn kéo thì mình sẽ lấy được được mẩu giấy. Ba cái này không có này. Ngăn kéo này, ơ ngăn. Ui ui, mẹ giật cả mình. Tự nhiên mày xuất hiện đây là sao ta? Em đây. À, mảnh một là mảnh mình có sẵn rồi. Ok, bây giờ mình nối cái này đúng không? De si re. De si re, đây rồi. De si re này. Bớt ca ghe. Bớt ca ghe. Là chữ B. Bớt ca ghe này. Nít NED này. Có S này. Affection. Chữ affection này. Trên. Chain. CH trên này, chan xe này, honey. Ủa còn gì nữa? Hết rồi đấy. Không, không, hình như là thiếu cái gì đấy thôi. Hết rồi. Thế này là mở khóa được rồi. ONIH. À, rồi. HONI. 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 Ui rồi, ui game. Dễ thế đó. Honey, người yêu. Nội dung game là gì vậy? Vừa mới vào chưa biết được. Nói về Jin Jun Kim. Do hôm nay không chịu kiểu treo livestream của tôi là tôi bắt cóc. Tại sao cửa không mở được? Vì nó bị khóa. Hỏi những cái câu. Mày là ai? Tại sao mày lại làm những chuyện này đối với tao? Mệt rồi, bất lực rồi. Lại cái gì đấy? Mẹ! À, ghép chữ à? You. Trò này thì nó sở trường của mình rồi, nhưng mà mình cần phải biết được là cái ô này ở đâu và nó có ý nghĩa gì. Sở trường của mình rồi. Có ở đây nó à, diu diu thì chữ U, xong đến chữ U đúng không? U này. Không, sai rồi. Tại vì là ở cái chỗ chữ O này nó có một cái vết cắt này. Thì mình phải tìm cái. Nhưng mà ngoài chữ diu này ra thì Jin có nhìn ra dòng chữ gì không? có You can à? you you can't You make it can. out alive. You can thì Mày đây. không thể, Thì mày đến sẽ chữ không thể N. sống sót ra khỏi đây. Mày không thể sống sót ra khỏi đây à? You can. À đây, đây, có hint, ôi dồi ôi, hint tự hiện này. Thế thì là chữ you nằm ở đây. Ôi giời ơi, có hint đây, thế thì cái này là ở trên này. Mẹ lại còn có cả gợi ý nữa thì hủy diệt. Ok, trò này thì sở trường tôi rồi. Ô này sẽ là cái ô trống này.
Nếu ô này ô trống thì mình phải xếp từ dưới lên. Ok, xếp từ dưới lên thì đầu tiên là cái E này trước này. Mẹ gặp đúng game sở trường đi. Clip này, hai ô tối này. Hai ô tối hơn nằm ở sâu hơn này. À đéo phải, ở đây có, đây có một mảnh chữ A. Làm gì có cái chữ đấy nhở? Thôi rồi, hai ô này, hai ô này tôi không biết là ô nào sẽ nằm ở cái ô này có vẻ tối hơn. Đéo biết đúng không? Xong rồi đến một ô cũng trống. Một ô cũng trống. Ao. Chữ ao sẽ ở đây. Chỗ này cũng ô đen. Cày thế nhở mẹ. Khúc này lão dẻo giải. Ôi, đây nửa tiếng. Nửa tiếng làm sao được. Từ từ nhìn nhìn thế nào. Ghét thật đấy. Đây đây, cái này là ở đây này. Chữ này là ở đây này. À không phải. À đúng rồi, đúng rồi. Cạnh đây trên này là chữ E. Nửa chữ E này. Đây này, như này này, như này này. Bên này sẽ có một cái ô trống. Khả năng là dính một góc chữ M này. Mẹ tự nhiên nó có mấy cái ô giống nhau quá. Rồi, chính xác rồi này. Make này. You can make. Ở đây là chữ ít này. Là cái ô này sẽ ra đấy này. Make. Ít. You nằm bên này. You nằm bên này. Ô này ở trên. You can make. Bơ mình phải xong nốt cái này này. Xong nốt cái này ở đây. À, ở đây sẽ là chữ can. Bỏ ô này ra. Mẹ nó chết rồi. Chữ can ở đây. Rời ô này ra. Ui mẹ. Cay thế nhở. You can make up. Chữ C đây đúng rồi này. You ở trên này. Ô này ở đây đúng rồi này. You can make up. Ma, tôi chết rồi, đéo vào được rồi. Mà sao trông có lệch lệch vậy ta? Ôi mẹ, đoạn này khó thế nhờ. Make it. Bỏ mẹ rồi. À đây, ô này ở đây mà đúng này. Ô này bên này này. À... cái này xuống đây này. Chữ này sang đây. Chữ này cố định này. Chữ này cố định này, chữ you này phải về bên này. Má nó thật chết rồi, kẹt mẹ rồi. Xuống đây này. Từ. Cái cách để mà giải quyết cái câu như thế này. Cách để giải quyết những câu như thế này là xếp nó thành một cái đường. Chữ can này là phải nằm. Nó sẽ phải là như này. Còn chữ you thôi. Còn chữ you. Hai ô này. Bọn này đúng rồi này. Bốn ô này. You vào đây. You vào đây. Ít với make đổi chỗ cho nhau. Ít với make đổi chỗ cho nhau này.
Chữ ít sẽ ở đây này. Diu vào trong. Ai da. Cái này vào đây. Từ từ từ, loạn mẹ rồi, loạn mẹ rồi. Loạn đao pháp rồi, loạn đao pháp rồi. Đi theo đường như thế này. Đến đây gần đủ. Bà kia chắc mỏi chân lắm. Má. Cái này nếu như mà hướng dẫn thì cũng đéo ra được. You. Đi. Rồi. Cho nhân vật ngồi đi, xong rồi, xong rồi. Mẹ tự nhiên nó đứng lệch một tí của mình. Chứng tỏ cái con nhân vật này thông minh ấy chứ nhở. Vừa xong mình bị nhầm. Với câu hỏi 4x4 thì chúng ta sẽ phải giải cái hàng dọc trước. Phải giải cái hàng dọc trước. Mình lại bị nhầm, lại mình lại giải dưới trước. Làm là mình không thuận tay. Đi ra một cái hành lang rồi đấy. Dăm ba cái con game đấy, cái gì hủy diệt mà. Jin Jun Kim thông minh mà. Vừa xong Jin chơi đấy, không phải tôi chơi đâu. Đây là chúng ta, Jin đang làm vlog, là cuộc sống bên Mỹ đấy. Có à, bên Mỹ Jin thuê trọ này, nếu như mà về không đúng giờ là chủ trọ sẽ đi bắt về. Có điện thoại cái Jin kìa. Đây, đây, đây chính là Jin mà, kìa. Okay. Alo. Anh đã thấy em bên người ấy. Alo. Alo. Chị là Julie Kim phải không? Có tiếng hét. Những cái câu khen mà sinh thế các thứ thì nó hơi thừa. Mày là ai? Tao không muốn chơi với mày. Tao muốn rời khỏi đây. Hurt together là gì hả Jin? Thả tim nhé. Thả tim. Cái đoạn mà lúc nãy, cái đoạn mà lúc nãy nó chụp hình với hai đứa kia à. Bị ghi lại. Hay là cái thằng ôn cận cận đấy nhở. Đây. Con bạn đây, con bạn đây. Bị béo đây. Vẫn không gọi mình à. Lie. Chi Hi nè. Cậu đang chờ ai à? Không có. Thật là tốt cậu ở đây, cậu có muốn đi ăn trưa không? Xin lỗi nhé, nhưng mà tớ có hẹn đi ăn trưa rồi. Tên Hàn Quốc của Lia là Lee Kim Chi. Jin Jun Kim. Có ai gửi thư cho Vi Béo? Ui, thì mẹ nó giả vờ đấy. cứ nghĩ đến thằng này. Nghĩ đến thằng này. Cậu có gặp Rin không? Rin ấy à, nhưng mà tại sao cậu lại hỏi tớ về Rin? Không phải hai đứa là bạn thân à? Cậu luôn luôn ở chung trên Instagram với cậu ấy mà. Con bạn thì bị bắt cóc, hai bà kia đéo biết gì rồi. Nhưng mà vô lý nhỉ, bắt cóc xong mà thoát ra được, đi như chỗ không người như này thì hơi vô lý. Tôi mà bắt cóc được Jin á, mẹ tôi khóa trong cái phòng, tôi nuốt mẹ chìa khóa vào. Sau muốn thả, đéo thả được.
sách đọc. Thế mới là bắt cóc chứ, đây bắt cóc mà xong rồi lại còn để cái khóa mã, lại còn khóa mã ở trong phòng, không phải ở ngoài. Kìa, Ly Kim Chi online rồi kìa. Game này thì không biết có kinh dị hay không, nhưng mà ngắm gái là chính thôi. Ừ, cũng có thể là do con bạn nó cố tình. Đây ở nhà kho ấy. Dai kìa. Mà cái con game này nó bắt đưa lựa chọn nhanh vãi luôn. Mẹ, nó chỉ có tầm 10 giây suy nghĩ thôi. Có khi chả đến ấy. Ôi. Mày là ai? Tại sao mày lại làm vậy với tao? À, bị hiểu lầm đúng không? Thằng này tưởng con này bắt cóc. Ồ, bị hiểu lầm. Bắt thả vong luôn. Này, chờ đã, đừng có đi. Thả tôi ra đã. Làm ơn thả tôi ra đi. Nào, vào hay không? Vào. Thấy dài là tâm tước ngay. Đấy, các bạn thấy không? Dại khổ thế đấy. Là tôi thân ai người ấy no lo chứ còn... Anh muốn em làm gì bây giờ? Ôi, dùng tiền bư thế. Có một cái khóa trên cổ tay anh này. Đã nghe em rồi. Cổ tay. À, nhớ ra có hình xăm. À, nhìn thử cổ tay thằng này xem có không. Trai đẹp cái gì phải cứu để tăng cơ hội sống sót chứ. Thằng này giết người đấy. Sao cô nhìn mặt tôi kỹ thế? Không có gì. Ôi, mở đơn giản này ra. Đây là Jin. Tự nhiên vào. Nhưng mà làm sao đéo cởi mở cái khóa này ra đây. Tự nhiên ngồi thụt quần nó. Khóa số à? Em sẽ tìm xung quanh xem. Cái gì? Flashlight head pin. À, có mình đã có đèn pin. Ô, 3 này, số 3 này. 3 này. À, ok, tìm số. 7 này. 37. Jin chỉnh gì đấy Jin? Tìm số đi Jin nữa cơ. Jin đang điều khiển các bạn ạ. Jin tìm số đi cơ, giải thoát cho nó. Để tôi điều khiển vậy. Đấy. May tôi động vào chuột rồi đấy. À, sao có mỗi số 3, số 7 vậy? À, hay là sàn nhà. Trả cho em xem nào. Em đang nhìn mà. Đấy, điều khiển đi. Điều khiển tìm số, Jin. Cứ thế này thôi. Jin cứ điều khiển này thôi. Nào, tìm số đi. 3, 7 đâu rồi? Lem. Đấy, liếm cái đít nó thôi kìa. Làm gì còn số nào nữa nhở?
À, trên đầu đó có gì này? À, đây là. Tại sao lại có phí mũi tên đây? Hả? Cứ tưởng giải được rồi. Trần nhà thế nào? Trần nhà không có gì. Hay là số nó ở. À đây đây đây, số 2 này, số 2 này. 237 này. Số 2 đang ở trên cao nhất. 2 đang ở trên cao nhất. Xong đến số 3. Đây rồi, 2376. Ok. Khả năng là ở trên cao xuống thấp ấy thì chúng ta thấy được rằng số 2 là ở cao nhất. 26 hay là 7 thấp nhất à? 2637 xem nhá, hoặc là nó theo cái số to bé, cái sai số ấy. 2637. 2 6 3. Sai rồi. Nếu mà theo 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 cái sai số đi. Theo cái sai số thì số to nhất là số 6. Số 3 này. Số 3 với 2 thì nhìn trông giống giống nhau. Hay là 3276 xem nào. 327. 3276 hoặc là 2376. 3276 à? Không đúng. 6 6 2 3 7. 6 2 3 7 cũng sai. Nếu mà từ lớn tới bé thì là Thế 6 thì 7 7 2 3 chứ. 6 2 3 nhờ. Cũng sai. Sáu bảy hai ba rồi 6 7 2 3. Tại sao 6 7 2 3? thì số sau lớn nhất còn gì, Hả? số sáu sai nó lớn nhất còn gì. Theo theo tôi sai rồi à? Hay thầy được, thầy là người bảo em sai. Thế sao mà lại mình sai được nhở? Nhưng mà tại sao em lại biết là mấy cái số được giấu đi thế? Em cũng từng bị khóa rồi cũng giải giống như cách đấy. Thằng này nghi ngờ rồi đấy. Nhưng mà sao anh ở đây lâu chưa? Anh không biết. Anh có biết ai đó khóa chúng ta lại như thế này không? Không, anh bị úp sọt từ phía sau. Khi anh tỉnh dậy thì anh đã ở đây rồi. Em thì sao? Em cũng vậy, có ai đó đã tóm em trên đường về nhà. Nhưng mà em không nhớ những chuyện xảy ra sau đó. Em có nhìn thấy khuôn mặt người đó không? Không. Anh thì sao? Anh có nhìn thấy không? Anh cũng không, anh bị. Đợt tôi cắt tóc ở 30 size của em cái size nầm to lắm. Không điện Điện thoại. thoại của anh cũng mất luôn rồi. Trước tiên thì hãy ra khỏi đây trước đã. Tự nhiên ông này bảo em sai nầm to thế. Em đang tính đi thử mà sợ thành 30 tuổi cái bỏ mẹ. Tự nhiên là có đồng minh luôn. Khả năng là cái đoạn vừa xong bắt buộc mình phải giúp thằng này. Cố gắng chọn good ending nhá. Có khi mình chọn giờ rời đi nó cũng bắt mình giúp đi chứ. Nhưng mà sợ nó ảnh hưởng về sau này ấy. Thằng này nó kiểu bây giờ mình có động thái là giúp nó thì sau nó giúp lại. Còn bây giờ mình kiểu mà kiểu để nó thuyết phục thì Sao lại sau nó sợ đùi em kìa. nó... Em dễ dãi thế.
Nó sờ đùi lại còn hỏi hỏi người khác, ơ nó sờ đùi em kìa, như khoe thành tích ấy. Em đang thì phải tát nó chứ, để hỏi. Em đang thông báo cho mọi người giúp em mà. Sau này nếu như mà các bạn gặp Jin cứ sờ đùi Jin, Jin chỉ hỏi thôi chứ Jin không tát đâu. Kiểu chờ chúng ta có cái buổi họp làng nghẹo ấy, xong rồi tự nhiên ông nào sờ đùi Jin, sao nó sờ đùi em này đấy, chỉ mỗi thế thôi. Đây đây, thằng sắp ngủ rồi. Em sẽ không bao giờ đi off. Ôi đấy, anh em thấy chưa, thích chưa? Dài này đẹp hơn này Jin này, mắt này đẹp hơn này. Từ tí nữa gặp thằng này, anh bắt em tiếp đi. À, gọi cho Bi Béo này. Ai đấy? Ơ nhưng mà anh vừa thấy hiện dòng chữ đây là cái đèn pin. Nó sai đấy. À sắp sai à? Rõ ràng. Đúng rồi, có cái nhỏ hỏi là Nokia mà. Vớ vẩn, tôi để game này tiếng Hàn Jin cũng dịch được ấy. Mẹ Tiến Bư vừa nghe thấy thế vớ vẩn đang ở nhà rửa tay. Anh đó là gì thế? Và chào anh em mới vào nhá. Không, em không có bánh bèo như vậy đâu. Sợ đuôi con hỏi thì sao em bánh bèo thế? Đây là em cố tình để dụ dai đẹp giúp chứ còn đấy. Rồi cảm ơn Quốc nhá. Hết đau đầu chưa? Em có ổn không? Dạ ổn nè. Ôi tự nhiên chân em đau quá. Có này. Có chuyện gì xảy ra thế? Dựa tường luôn, dựa tường luôn. Không, không có gì. Có lẽ hắn đang nhìn chúng ta. À, có camera. Anh tìm được rồi. Tự nhiên nhảy TikTok luôn nhỉ. Này, thằng khốn, hãy dừng chuyện này lại ngay. Lẽ ra đoạn này hai đứa phải đứng trước cam xong rồi nhảy một bài TikTok, xong rồi up lên thì nó mới đúng là nghề của con này. Đéo gì bắt cóc mà nhìn thấy bọn nó đi thoải mái vậy. Thôi hết mẹ pin rồi. Mà Jin ơi, đèn pin em tìm thấy số đưa nó cầm mẹ rồi. Ui, nắm tay rồi kìa. Nắm tay rồi kìa. Thầy đấy. Đã nắm tay rồi. Mẹ mình nhanh vãi lìn ra mẹ. Không thể tin được là mình dễ dãi như vậy. Mồm thì bảo là em không thế đâu nhưng mà đấy. Đấy kìa. Ôi mẹ, lần này nắm hẳn vào bàn tay luôn. Game này game kinh dị hay là game ngôn tình vậy? Tì vừa vẫn yêu nhau ấy. Thế thì đây là tôi rồi. Nắm được tay là phải dây được. Cho anh sờ nầm của em. Nầm là gì? Nầm là gì? Jin hỏi nầm là gì? Đấy, hỏi thật đấy. Anh em nào giải thích cho Jin khi mà đi ăn nướng ấy, chúng ta gọi một đĩa nầm. Jin đang hỏi nầm là gì cơ. À, bên Mỹ thì làm gì có nầm nướng. Là nách. Có phải là em không? Sao lại có phải là em không? Ảnh à? Ơ?
nhật. Cái này là tiệc sinh nhật của em mà. À, làm sao có thể? Rồi, hello Trọng Nghĩa nha. Ai chụp mấy bức hình này thế? Ông này hỏi như kiểu con này nó biết đấy nhở? À, bắt đầu nghĩ lại. Không lẽ nào? Đây, tiền bưa rồi. Tiền bưa. Nayon à? Tên của anh là Tiến Bư. Có anh ơi, Jin ăn không? Anh dắt đi ăn. Anh có thể xin số điện thoại của em không? Ôi rồi, đây mới là Jin thật này. Em có người. Bạn trai chưa? Chỗ đông người bắt đầu ra vẻ đấy. Chẳng lẽ nào lại là anh ta? Không, không thể nào. Ông Đông Phạm, ông ấy còn search Google đâm là gì ạ? Vậy thì tại sao anh lại cũng bị nhốt chung ở đây? Anh cũng không biết. Cửa tự động. Mở ra. Ui, khí ga. Ngồi xuống, cái này phải nằm xuống. Thằng Sam bắt xe ra Hà Nội rồi à? Ủa, ra Hà Nội làm đéo gì? À, thuốc mê không phải khí ga. Ui, nhìn góc này giống sâu di súp nhở? Tắc chân ung. Giống anh Vi cá hơn. Mẹ mày. Mới quen mà sao mày quan tâm người ta thế? Ê, tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì ngủ tiếp đi mà nghỉ ngơi cho khỏe. Có khi nào mình phải đưa ra lựa chọn là cứu con này hoặc là thằng này không? Thấy hai đứa bị chói này. Thôi xong rồi, phải lựa chọn Jin ơi. Thầy biết chọn ai rồi đấy. Dĩ nhiên là chọn gái chứ còn gì nữa. Đúng rồi, phải cứu em chứ. Không, cũng có thể như này nhá. Con này là nhân vật chính, Jin là nhân vật chính mà. Thì mình cứu thằng kia đi. Cứu tôi đi. Mày là thằng yếu nào? Thế đây là thằng Sam rồi. Jigsaw phiên bản Hàn Quốc. Kéo tương tác gì được. Thả cô ấy ra để tao chết thay. Mày giỏi mày giết tao đi. Giết thật đi. Mày thấp tao à? Nè. Không, tao đùa đấy. Thả tiếp đi. Tao đùa đấy. Thả cô ấy xuống tiếp đi. À, thằng đấy nó kém, nó thả trượt. Thế là xong rồi, trong đầu cái thằng này nó sẽ suy nghĩ vào mẹ thả thế mà cũng trượt. Em có sao không? Có, dĩ nhiên là có dạ. Rồi. Làm mình nhớ đến cái phim đéo gì mà bị ăn đạn nằm gần chết mẹ rồi. Ừ. Em có sao không? Dây trói, dễ cởi thế nhở? Ăn đạn trúng tim, em có sao không? Đéo hiểu hỏi câu thừa thế. Trừ một giai đẹp rồi. À, con này không chạy vào đẩy đi. Không. Anh không sao đâu. Trái phải. Cứu đi. Trái phải. Cứu đi, trái. Rồi ôi, hỏi trái phải và hình như tự chọn trái rồi. Tránh khỏi nó đi. Quên chứ, đang lại hỏi cứu chứ rồi. Chạy. Đấy, Jin ác không?
đúng kiểu trò chơi trong 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 cái này là gì? Cưa ấy nhỉ? Nó hoạt động như thế nào? Thằng này như nó tạo ra những cái trò chơi. Ông này trông như tắt cổ. Ok, vâng, mình phải tìm cái gì đấy đúng không? Có túi này. Bắt đầu từ cái màn hình này đi. Anh Giai chờ tí nhá. Mẹ có cái gì tương tác được đâu. Chú gì bắt cóc ơi, chú đi, chú cờ lóc. Chú đi chơi một hồi rồi quay lại sau. Cờ lóc hết pin là kim đồng hồ à? Cờ lóc 1 và cờ lóc 3. À, kim giờ, kim phút, kim giây. Khả năng là sẽ có một cái nhiều đồng hồ để mà mình lắp vào. Có 3 cái kim. Đồng hồ ở đâu? Mẹ thấy cái đồng hồ nào đâu nhở? Vừa đấy nó đứng ở đây này, nó hỏi cái này là cái gì này? Đây là bể axit đấy. Ơ, trong túi làm gì có gì? À đây 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 đây. Tờ giấy. Đây là gợi ý à? Nó liên quan đến cái này. Xuống, lên, xuống. Xuống, lên, xuống. Trời ơi, đơn giản vậy. Cái này là số 3, 6, 4. Ủa, số 3 sao lại nằm ở đây? Chắc là chỉnh cho đúng không? Đơn giản này thôi. Hình như sai gì đấy rồi. Không. Cái này ở đây à? Kim này chỉ số 6 này. Vậy là ba cái kim mà chúng ta vừa nhặt được. Tôi còn đéo biết là vì sao tôi đúng. Tôi còn... Zin chơi. À, phá hủy cái thùng. Điện thoại hơi phò nhá. Lướt lần thứ hai mới nghe được nhá. Bi béo gọi đúng không? Dạ. Cậu không định gọi cho tớ đến khi tớ gọi cậu à? Tớ có một buổi xem mắt nhưng mà tớ không muốn đi, cậu có thể đi thay tớ được không? Wow, In Song. 아니 소개받기 싫은 말던가 그냥 끊어버리냐? Cho dù cậu không thích làm việc đó thì cũng không cần cúp máy ngang như vậy chứ. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Chắc chắn là nhà thầy bảo Vi Béo đi xem mắt rồi, xong rồi cái chị Vi không chịu. Vi Béo gặp anh trên hồ, anh đánh giày cho người yêu cũ Vi Béo. Vi Béo thấy anh ngon quá, lừa anh. Thấy anh ngon quá. Cứu được rồi đấy. Anh nghĩ chúng ta có thể thoát ra khỏi đây được không? Tất nhiên rồi. Ngày xưa kể chúng chuyện ta sẽ ra khỏi đây sớm thôi. Làm ấm trước khi chạy trốn. Em sợ lắm. Để anh hát cho em một bài nhé. Đủ thời gian ngừng trôi dòng sông cháy tưa lửa mạnh mẽ lên. Em không chỉ có một mình. Ôi rồi cả đời huynh không quên mùi đâu.
đã dựa đầu rồi. Đây đây các bạn thấy chưa? Jin đều không? Jin đều không? Giả vờ giả vịt. Mẹ tình yêu nó sinh ra dễ nhở? Sau này khi nào Jin ra Hà Nội tôi nhờ anh em làng nghẹo tổ chức một buổi bắt cóc. Nhưng mà tôi nghĩ là đéo có chuyện là Jin sẽ cứu tôi vào cái tình huống vừa xong đâu. Em sẽ bỏ thầy em chạy. Thế thì nghi là cái thằng đang trốn cùng Jin ấy là bài của nó mẹ rồi. Bài của nó mẹ rồi. Đấy, mẹ ngồi thẳng được mà tại sao mà phải lần được đấy? Đang không có ai. Để thoát ế thì chúng ta phải tự thân vận động. Đấy. Xoay đầm. Phải đi tìm. Giống kiểu ôi em say quá thì xong rồi mắt lườm thằng lái xe luôn. Mọi thứ đang đi đúng kế hoạch. Vớ vẩn là Jin tự đưa ra nhở. Tưởng là kế sách của thằng này nhưng mà thực ra kế sách của Jin. Bắt mình với giai đẹp. Thế thì tôi lo lắng quá. Jin ra Hà Nội tôi sợ tôi bị bắt cóc lắm. Em bắt thầy làm gì? Làm gì thì anh biết làm sao em định làm cái gì? Thầy chả kế hoạch của em là chả có chút giá trị nào cả. Bắt một trại cai nghiện. Bờ chắc đến thằng này tìm đường thoát à? Giờ ai tắm Jin Zixam à? Hình như là có đường đi. Có đường đi hay sao ấy. Nó nhìn thấy đấy. Sao mà như này chắc chắn là cái thằng tổ chức bắt cóc này mẹ nó bị thở hơi mới tạo ra lối thoát cho bọn này nhảy đúng không? Zixam. Rồi, nghi lắm. Chắc thật. Thầy lên kịch bản đúng không? Thầy lên kịch bản để tán em. Thèm vào. Hình như thằng này có ý đồ rồi. Bi. Lại gửi thư. Này cậu lại nhận được một lá thư nữa từ người đó. Ừ sao cũng được. Người mà đấy cậu không thấy, cậu không thấy riêng thật à? Không biết. Anh ấy của Bi béo. Điện thoại đó. Cậu ấy cũng mất tích trên Instagram luôn. Nếu như mà cậu liên lạc được với cô ấy thì nhớ nói với tớ nhé. Hả? Cậu ấy không dùng Instagram. Không thể nào. Thật nè. Không đăng bài nào luôn. Kỳ lạ. À cơ, honey cơ. Có để ý cái tên vừa xong không? Thằng comment đấy. Nó chính là cái pass khóa. Chờ đã. Cái người đàn ông này. Cái thằng ấy cơ. Thằng nghĩ đã nhìn thấy đó. Mình nghĩ đã nhìn thấy anh ta ở bức ảnh khác. Trông nhảnh ghép ấy nhở. Đúng không? Ừ, nhìn nhảnh ghép. Ghép thế nào ấy. Nếu như mà là kế sách của thằng này thế thì nó có đồng bọn à? Thôi xong. Chị Vi học giỏi tiếng Anh thế á. Đây chị Jin. Mà những chỗ này thằng này nó một mình thì làm sao nó phải diễn nhở? Không xả vai đi. Nếu như là nó là thằng bắt cóc. Gần như ảnh nào cũng có. Ảnh ghép bãi lìn ra.
Cách để chụp chung với idol đó là ghép ảnh. Rin R. 이건 주류랑 똑같은 컵인데? Anh thuê thằng này mất bao nhiêu tiền thế là sao? 어, 여긴 너랑 같이 갔던 공원이잖아. Đây là cái công viên mà tụi mình đã tới. Ở đây này, Honey Honey này. Mà điêu thế mẹ, cái con này nó ngồi ở nhà mà nó cũng biết. Hình như hai thằng khác nhau, thằng này thằng khác này. Nhìn thấy Cam. Thế thì ông này ông ấy mẹ dàn dựng kế hoạch để mà tán Jin rồi. Jin bị vào trong rồi. Thằng khốn này, chuyện gì xảy ra trong căn phòng đó? Hai thằng này đồng phạm. Phòng nào cơ? Căn phòng mà mày giữ mấy cái bí mật ấy. Ui đẹp dài đấy. Đừng trông, có vào đó. Trông phong độ hẳn nhờ. Tao đã nói mày không được vào nhưng mà mày đã nhìn thấy nhỉ. Là nhưng mà đó không phải là bạn gái của mày, thằng điên này. À có thằng này bắt cóc bạn gái của thằng áo đen à? Không, nó hình như nó tưởng em, nó ảo tưởng em là bạn gái nó. Ôi mẹ, nhìn trong phong độ khác hẳn nhờ. Xin lỗi hãy cho tôi ít thời gian nữa. Ông nội này thiếu tiền. Thiếu tiền thầy rồi. Không, cái mục đích thì mình nghĩ là thằng này đang muốn tán Jin. Nên nó làm cái kế hoạch bắt cóc này. Mày đã là một tội phạm rồi. Ờ, đã giàu đẹp trai. Kịch bản ba sâu quá. Thật vớ vẩn. Vớ vẩn. Em bảo thầy nè, tại sao thầy phải làm như vậy? anh muốn thử lòng em. Xem là cuối cùng anh vượt qua được trong gai anh... có đủ thông minh không? Chứ rõ ràng để... là thầy nhiều tiền. thầy chỉ cần đi ra trước mặt em xong rồi thầy đập cục tiền cho mặt em là em đi theo thầy luôn. Tự nhiên xòe tiền ra. Jin thấy Hà Nội nóng không em? Hình như nghe thì tiền đánh nhau. Mẹ vừa lấy trông ngầu lòi ra mà sao bây giờ đánh nhau với thằng này khổ vậy? Vừa lấy trông như kiểu đại ca đại cốc ấy nhờ. Gặp em là tự đổ. Hay thầy nghèo World Cup hết tiền rồi. Ờ vừa vẫn theo vài kèo rồi. Số ly xanh bằng không rồi. Soi gương nhìn lại mình đấy. Vẫn xinh, khổ. Ôi ở đây có cô gái xinh đẹp nhất này. Tự soi gương tự nói.
anh đang ở đâu? Game này thì diễn viên thì đẹp, nhưng mà cái cốt truyện nó đơn giản quá. Đâu, nó nhìn thấy cái lỗ rồi mà. Nó nhìn thấy cái lỗ nhưng mà nó không chui vào, nó lại đi ra hành lang. Lại thấy cái gì đây? Rồi, thấy căn phòng bí mật của thầy rồi. Ừ. Những bức ảnh. Toàn ảnh chụp zin. Ảnh này nó có để nó để đây để nó ghép ấy. So với cả những cái con game người thật mình kiểu game phim mình chơi thì game này nhân vật nó đẹp nhất rồi. Hàn Quốc mà. Cái quái gì đây? Làm game dễ vậy thầy rủ mấy anh em là nghèo đóng. Không tự làm game. Cũng đưa ra những cái phương án lựa chọn. Ông game là bao nhiêu tiền ấy? Hơn 100 hay sao ấy? Em nhận đồng nhé. Diễn viên này là ok rồi còn gì nữa. Diễn viên này quá đẹp còn nữa. Đây, nhìn thấy có ảnh, nhiều ảnh cưới này. Ông ấy dán mẹ quả thế. Xé cái đầu xong rồi ném vào ạ. Nhìn thấy bức ảnh này đã phát hiện ra này. Đơn giản quá nhờ. Mẹ kiểu phát hiện ra cái vấn đề nó quá đơn giản đấy. Diễn xuất này cũng ok rồi. Thôi tao thua rồi, từ từ đừng đánh nữa. Mày không hiểu nhỉ? Mày đã trở thành đồng phạm của tao rồi, tao không có bắt cóc cô ấy, tao không có. Hả, mày đang nói cái gì? Mày là người bắt cóc nó mà. Không phải tao. Tao không có làm. À, hình xăm. Đéo tẩy được. Kiểu kế hoạch là của cái thằng ngôn này hết này. Tao giỏi vẽ lắm, nhưng mà cái hình xăm của mày thì có hơi khó khăn một chút đấy. Thằng điên này. À, thằng đi cùng Jin này là nó lúc mà nó bắt cóc Jin ấy là nó xăm vào tay. Nó vẽ vào tay xong rồi nó đi bắt cóc, cố tình để Jin nhìn thấy. Lúc nãy anh tự nhận là anh mà sao bây giờ anh cứ thằng này. Tiến bư, không phải anh đâu. Không phải anh đâu. Thằng Tiến bư. Đúng rồi, nó vẽ xăm để giả dạng. Nhưng mà con này nó phát hiện ra rồi, Jin phát hiện ra cái ảnh thằng này biến thái mẹ rồi. Jin Jun Kim. Jin. Em đã ở đâu thế? Em tỉnh dậy và anh không có ở đó. Tôi nhìn thấy máu rồi. Nhưng mà chuyện gì đã xảy ra vậy? Máu đó là sao? Không có gì đâu, anh chỉ bị đứt tay chút thôi. Nhanh lên. Nào, anh đã tìm thấy. Trái phải. Đi theo đi, đi theo đi. Đi theo đi. Jin mặc dù biết rồi nhưng mà vẫn cố giả vờ là không phải đấy, không phải sự thật. Vẫn đi theo. Giờ mà chạy là chết ấy. À, thông minh đấy. Đi đi ra cái đã xong rồi báo cảnh sát sao? Ui thằng này chưa chết à?
Mẹ đâm vào bụng mà chết chết. Mà không biết gì luôn này. Mày này. Hay quá. Rồi xong, thực chất là kế hoạch của thằng này muốn tán zin. Em đừng lo, anh là người tốt. Tôi nắm tay. Đi thôi. Anh là người đã bắt cóc tôi. Không phải đâu, hắn làm tất cả đấy. Anh không có làm gì hết. Im đi. Tầm này thì tin thì đéo là được. Đó là tại vì anh ta vẽ cái hình xăm này lên trên tay và anh ta xóa nó. Anh thực sự không nói dối em đâu. Không, em không có tin anh. Nè, bình tĩnh. Bình tĩnh. Nghe anh. Nếu như mà anh cùng phe với hắn thì anh có hỏi em anh có yêu cầu em thoát ra khỏi đây với anh không? Này, anh có chìa khóa. Hãy đi ra khỏi đây thôi. Xấu trai Jin đéo tin. Nào, theo nó không? Theo. Vẫn theo. Cứ thế dai là theo. Jin tôi nghi là đang bị đi bắt cóc. Bây giờ Jin bị bắt cóc bên Mỹ chứ đéo phải là đi du học đâu. Jin là bị bắt cóc sang bên Mỹ. Vớ vẩn, có anh trai nào em có sang Mỹ cùng anh không? Theo. Thấy thằng nào rủ cũng theo. Cứ thế dai rủ là theo, sợ thật. Ôi bây giờ thằng này mới là chủ mưu cái là... đấy. Tất cả đã bị lừa. Máu này là máu giả. Ôi dán mẹ cái ổ khóa thôi. Chìa khóa này không thể dùng được nữa rồi. Thế thì phải có cách nào đó thoát ra khỏi đây chứ. Ủa sao hay vậy? Sao hiểu được hay vậy? Anh biết tiếng Hàn Quốc mà. Ôi đúng phương pháp luôn chứ. 2479. Bốn số cuối cùng hiện ra là 2479. Có 60 giây. Ui, tìm số ở trên những cái bức tường này á. Nó cũng dạng dạng game. Ui cái thằng kia gần đến rồi. Nhanh lên. Đây số 6 này. Có 6 này. Ui có thời gian. 4 2. Vừa nãy anh thấy 4 số cuối cùng là 3. 3 6 2 4. 3 6 2 4. Ui ôi, đẳng cấp thế nhở. Ui rồi ôi. Hay là mình chỉ cần ấn đúng vào 4 cái con số mình nhìn thấy là xong, chứ cũng không cần theo thứ tự. Rồi. Gì vậy? Sao vậy? Jin tin anh. Con mẹ. Lại chạy vào, mở được cửa xong lại chạy vào. Pha này hên à? Bình thường là phải đúng à? Em đang đi đâu thế? Em không thể đi đâu luôn. Lại tin anh này. Thằng này nó phải bỏ dao xuống thì Jin mới theo. Cầm dao Jin mới sợ. Đấy. Thấy gạch, có gạch. Thật mẹ, chạy mẹ ra cửa nhờ, lại đi vào trong. Jin cố tình đấy. Chạy được nhưng mà Jin biết trong này có dai đẹp. Giờ em sẽ đập đầu nó. Xong rồi em sẽ... Xong rồi em về em yêu Vi Béo. Bây giờ em đập đầu thằng này, thằng kia nó lại tỉnh. Nào, đập nó không? Trái phải. Đập đi. Spider head, trái. Đập vào tay nó rồi. Ủa sao chọn tay thế? Chọn chậm quá rồi. Anh còn con dao nữa nè. Tại sao? Tại em đấy. À, đến anh kia tỉnh. Đấy.
Vãi cả game. Nhảy. Ôi tôi mệt quá. Nhưng mà vẫn chưa xả được vai. Hợp đồng vẫn còn phải diễn nốt. Mẹ mẹ thằng tác giả này. Xong rồi thằng này vào xiên thằng đẹp trai. Xong rồi thằng đẹp trai nằm. Xong rồi đến thằng ngày định tiếp tin. Ôi vậy, vậy hóa ra mình chọn đúng à. Xong rồi thằng kia bất tỉnh. Xong rồi đến. Rồi. Thằng này ngất đi. Thằng này ngất đi đã. Xong rồi thằng này định giết Jin. Lúc sau thằng đẹp trai lại tỉnh. Game. Game này vớ vẩn kịp gì phân đấy. Ôi giời. Bây giờ khoác vai nhau đi luôn mà. Lúc nãy đã khoác rồi mà. Bây giờ tốt thế. Vừa nãy là chỉ đi cùng thôi. Xong Jin xiên thằng cuối cùng. Toàn bộ kế hoạch do Jin. Thôi Lost Twitch nhiều đó đủ rồi. PPSV team. Đoạn này chắc là nhạc nhạc bản quyền này. Nhạc kệ mẹ đó. Good end rồi à. Đẳng cấp thế. Game. Sự thật. Sự thật game mẹ. Dí phân kịp thời. Nội dung nó nhảm. Nó xàm thật sự ấy. Mẹ phút cuối nó có ăn thua. Nó có ăn thua. Nào xem thử tua được không. Ui. Game đơn giản thật đấy. Ok, thế vậy là xong một cái con game của Jin Vlog rồi. Cuối cùng là nhân vật gọi là Abi với cả nhân vật Lia. Cả cái thằng nhân vật đầu tiên ở trong quán cà phê ấy. Chả có ý nghĩa gì. Chả ý nghĩa gì luôn ạ. Mẹ. Vớ vẩn thật. Tự nhiên thêm mấy cái nhân vật vào. Chị Vi biết em, biết nó theo dõi em nhưng mà chị Vi cũng không làm gì luôn. Không báo cảnh sát luôn. Ôi, có người theo dõi rồi. Sợ quá, rồi mọi thế xong. Kết kia xem dark hơn à. Thôi, ta tạm thời thế này thôi đã. Giờ để xem có con game gì ngắn ngắn chơi. Hoặc là sang Nemo thôi. Vậy thank you Jin nha. Dạ, yeah, bye bye này. Mọi người. Game này gì fun thôi. Mẹ, bó tay. Câu chuyện chẳng ra gì cả anh ơi. Anh cũng công nhận về cái điều đấy. Cái cốt truyện cái con game này nó hơi phèn, nó hơi phèn. Tí bóng đá không có chứ, tí bóng đá bình thường chứ. À hôm nọ mình mới tải cái con 60 giây ấy. Đâu để xem nào. Con 60 giây Pasek này. Đây, thử chơi thử cái phần 2 của cái 60 giây này đi. Cái ổ download của mình chỉ cách cái gì? Chỉ cách cái gì? Còn tải thêm một link Việt hóa anh cũng có rồi, anh tải cả hai cái rồi. Có cả link Việt hóa ở đây rồi, xem chạy được không đã. Như cái con Dark Soul mình không Việt hóa được. Con đó hay hơn phần 1 à? Sang live mới đi thầy, để làm cái live mới phát anh em nhá. Để cho thành hai game khác nhau phát. Mọi người chờ tí tôi lên cái link live mới nhá.